xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình. Vâng kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau những gì mà những tờ báo và những đài của Việt Nam đưa tin về nghệ sĩ, nhất là nữ ca sĩ Hà Phương. Dạo gần đây thì cô đã trở về Việt Nam. Um, qua những cuộc phỏng vấn cùng với MC Quyền Linh và đi lại những con đường ngày xưa thân thiết. Cô đã rời Sober cũng lâu rồi, phải không quý vị? Hình như cũng cả mười mấy năm rồi. Um, khi mà cô lập gia đình với lại tỷ phú chính chu ở New York, thì uh, cô hình như đã rời hẳn Sober. Khi nào mà Lâu lâu lắm kìa cô mới xuất hiện một lần mà thôi Nhưng mà cô có hai cái quỹ từ thiện nè các bạn Cô thường hay đi làm từ thiện cùng với chồng của mình Và chồng của cô Biết cô yêu nghề Biết cô nhớ sân khấu Biết cô hay luyện thanh Cho nên đã âm thầm xây một cái nhà hát nhỏ trong nhà Mà cô không hay biết luôn À, ở trong nhà thì người thân của cô nhiều người đã biết rồi nhưng mà chính cô là người lại phát hiện cuối cùng tại vì họ đã mua nguyên một cái tầng cao uh, của ông Trump ba mươi mấy triệu đó các bạn nguyên một cái dãy đó luôn cho nên uh, nhiều nhà quá cho nên cô cũng không biết chồng mình đã làm gì và đã xây một cái đạp hát nhỏ cho mình gần đây báo chí ở Việt Nam và cũng như đài truyền hình Việt Nam đưa tin về nữ ca sĩ Hà Phương rất là nhiều vì cô đã trở về và thăm lại ngôi trường cổ cũng như những con đường ngày xưa thân ái cùng với lại uh, MC Quyền Linh nếu mà ai uh, thích uh, dân ca chi bảo những dòng nhạc những những dòng nhạc quê hương á thì không thể nào mà không biết được Hà Phương trong uh, những thập niên trước phải không các bạn ha thập niên 90 mươi rồi uh, lúc đó mình cũng mới biết giọng ca này rồi tại vì mình đã thì, thì mình thích uh, bolero uh, dòng nhạc dân ca cho nên những người nào mà hát những những loại nhạc đó là mình nhớ hết trơn. á Ngày xưa thì uh, Cẩm Ly và Minh Tuyết thì uh, hát nhạc trẻ nhiều hơn là hát uh, Bolero, dân ca trữ tình. Sau này Minh Tuyết vẫn theo đổi dòng nhạc của mình là nhạc trẻ, còn Cẩm Ly thì chuyển sang uh, qua dòng nhạc quê hương nhiều hơn. Vâng, sau khi mà Hà Phương kết hôn cùng người chồng tỷ phú là chính Chu đó, họ có một cuộc sống rất là biệt lập họ um, có nghĩa là uh, hà phương có uh, cái tâm tình là hình như là ông xã chỉ thích uh, cho cô hát cho ông xã nghe mà thôi tại vì uh, còn việc gia đình rồi chăm sóc con cái rồi uh, chuyện nhà cửa nữa cho nên không thể nào mà um, hà phương phải uh, đi trình diễn khắp nơi uh, như vậy thì không ai quản lý cho sự nghiệp của chồng nữa phải không các bạn ừ. Vâng, à, gần đây về, Hà Phương thì à, có tâm tình à, với à, MC Quyền Linh và đài truyền hình rằng là cô không có dám đi lại à, trên chiếc xe máy. À, lo lắng rất là nhiều khi mà được à, Quyền Linh chở trên chiếc xe Honda. À, hào hứng nhưng mà cũng bân phân, cũng lo lắng lắm. Tại vì cô còn nhớ lại là tay của cô ta phải à, đóng tới 16 con ốc cái nỗi ám ảnh đó cho đến bây giờ cũng vẫn còn hạ phương tâm sự là như thế. À, tại sao như vậy? Có phải là cô bị tai nạn xe cộ, té xe hay không? Và chúng ta cùng chia sẻ với nhau ha. Đây là những tờ báo chính thống nè các bạn. À, cũng như mình thường nói là chia sẻ không bao giờ thừa cả. Có người biết, có người chưa biết và chúng ta cập nhật tin tức và chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Vừa qua trong cái một cái chương trình mà du hành kiếp em gái tỷ phú của Cẩm Ly là Hà Phương tại sao gọi là em gái tỷ phú? Tại vì vợ chồng của Hà Phương có gia tài gần đến 2 tỷ đô nha các bạn, 1 tỷ mấy á, gần 2 tỷ. Nếu mà tính ra tiền Việt Nam á phải nói rằng là à, 1 tỷ là 23.000 tỷ đồng Việt Nam á. Là khoảng cỡ tương đương là 45.000. 45.000 tỷ đó quý vị. Wow, kinh khủng luôn ha lớn hơn cả cái Đại Nam luôn nữa. Vâng, chúng ta cùng tiếp tục chia sẻ nha. Em gái tỷ phú của Cẩm Ly là Hà Phương đã được MC Quyền Linh chở tới sân khấu trống đồng bằng chiếc xe máy cũ kỹ cọc cạch. <laughs> Tại vì à, du hành ký ức thì chúng ta phải đem những cái gì hoài niệm những cái gì mà cũ kỹ nhất của hai ba chục năm trước để nó làm cho nó sinh động lên cái hình ảnh của dĩ vạn phải không quý vị sân khấu trống đồng chính là nơi in lại kỷ niệm của tôi hà phương và rất nhiều ca sĩ khác nên tôi phải chở cô ấy tới đó dù là một tỷ tỷ phú rồi sở hữu cả tỷ đô và thường xuyên ngồi siêu xe nè Nhưng Hà Phương vẫn tỏ ra rất là hào hứng Thích thú Khi mà được Hoài Linh Chở trên một chiếc xe cà tàn cà tịch Đi khắp đường phố của Sài Gòn Nhưng à, cũng hơi khá lo lắng Cô hơi run rung một chút xíu Bám chặt vào quyền Linh Và thốt lên Trời ơi vui quá anh Linh ơi Hai à, mươi mấy năm rồi Hà Phương mới à, được ngồi lại chiếc xe máy Bây giờ ngồi xe máy Tuy là thích lắm nhưng cũng hơi rung hồi xưa chạy xe đã bị tai nạn một lần rồi và hà phương tâm tình là ngày hôm đó đi show à, không có ô tô phải chạy xe máy đi vội quá nên à, ngã ra đường kể cả tay đau đớn lắm tay phải đóng tới 16 con ốc cho nên ám ảnh cái sự việc tai nạn đó cho đến bây giờ quyền linh nghe vậy liền trấn ngang hà phương Hà Phương đừng có lo lắng, cứ tin tưởng vào tài lái của tôi. Tôi lái xe hơi rung một chút xíu thôi, chứ an toàn, ít có khi nào bị ngã lắm. Nghe câu này nó hơi sai sai không các bạn ăn Hơi rung rung, nhưng mà an toàn lắm. <laughs> ok, nếu mà chạy chậm thì không sao. Hà Phương cứ coi tôi đang lái xe chở Hà Phương chạy show như hồi xưa. Đi từ 126 qua trống đồng. Sau hai mấy năm, cũng nên tìm lại cảm giác chạy xe máy Trên đường phố đi chứ Phải không các bạn Trên đường tới sân khấu Trống Đồng MC Huyền Linh dẫn Hà Phương Đi qua nhiều nơi gắn bó kỷ niệm với cô Như sân khấu Lan Anh Sân khấu 126 Và Huyền Linh tiếp tục nói Ngày xưa chúng tôi chạy xô Từ Trống Đồng Qua 126 Lan Anh Rồi tới nhà hát Hòa Bình Công viên Tàu Đàn Sân khấu quận 10 lịch chạy show kín mít mà nghệ sĩ thì nghèo nên toàn đi xe toàn là đi xe máy không à mà xe máy đâu phải là giống như là à, ngon lành như bây giờ toàn là không ra đam xe cà cà tàng đó quý vị có người đi xe bc nữa và hà phương cũng nhớ lại là hồi xưa cứ đến ngày lễ là tôi chạy đến cả 10 show trong một ngày hát khắp nơi ba tôi hồi đó thường chở tôi đi show vì sợ bị kẹt xe. Dừng lại ở sân khấu 126 Quyền Linh tỏ ra tiếc núi. Sân khấu 126 này ngày xưa là một tụ điểm của rất nhiều ca nghệ sĩ. Khán giả đến nghe rất là đông. Người ta phải xếp hàng dài mua vé rất lâu mới được coi Hà Phương hát. Chứ không phải là vừa đâu đó nha. Bây giờ sân khấu này đã không còn nữa. Nhìn kỷ niệm mà tiếc vô cùng. Ở sân khấu trống đồng, Hà Phương lặng lẽ đi chậm chậm trên vỉa hè phía trước, nhìn vào bên trong và tiếc núi. Ngày xưa ở đây vui lắm mọi người ơi, khán giả bu đông bên ngoài sân khấu để mua vé rồi chờ ca sĩ lên biểu diễn. Ngày đó tôi rất ấn tượng với một người khán giả, bây giờ tôi muốn tìm lại khán giả đó mà không biết tìm nơi đâu. Cứ mỗi lần tôi hát, người khán giả đó lại giấu một bịch cốc hoặc một trái ổi sau lưng để đưa cho tôi ngày nào cũng như vậy khán giả ngày xưa chân tình là như vậy đó ừ. mình không có nghĩa là chắc uh, miền tây mộc mạc thân thương khi nghe cô hát những cái bài uh, dân ca đó hoặc là bài nhạc trữ tình cho nên uh, đưa ốc và đưa ổi cho ca sĩ hà phương trình diễn không các bạn ha Vâng, à, bây giờ thì à, chúng ta cùng à, chia sẻ à, ca sĩ Trần Sang khiến Ngọc Sơn khó hiểu Nổi đình nổi đáp một thời rồi giải nghệ đi tu Trần Sang ngày xưa cũng cùng sống ca với Lạ Phương đó quý vị Vừa qua tại chương trình Du Hành Ký MC Quyền Linh và danh ca Ngọc Sơn đã cùng nhau về thăm lại trường sân khấu điện ảnh, nơi cả hai cùng học chung cách đây hơn 30 năm. Tại đây, Ngọc Sơn chia sẻ về ca sĩ Trần Sang, từng nổi tiếng đình đám trong những năm 90 và hát chung với ca sĩ Hà Phương, em gái tỷ phú của Cẩm Ly. Thời tôi mới đi hát, có một giọng ca là Trần Sang hát bolero, vô cùng ngọt ngào mùi mẫn, khán giả thích lắm, nhưng riêng tôi lại cảm thấy khó hiểu. Trong con mắt, một người học thanh nhạc bài bản trường lớp đại học lại học opera như tôi tôi thấy rất ngạc nhiên thậm chí ban đầu tôi còn hơi coi thường nghĩ ca sĩ này hát nhạc nhẹ thôi chứ còn gì chứ có cao siêu gì đâu mà khán giả lại thích nhưng đó là sự lầm tưởng của quyền linh trong tôi di của một người nghiên cứu âm nhạc như tôi lúc đó tôi chưa hiểu cách hát này có gì hay mà khán giả lại thích như vậy. Sau này có cơ hội làm việc, trò chuyện với Trần Sang, tôi mới hiểu vì sao khán giả lại thích giọng hát này. Đó là một giọng ca bolero vô cùng tình cảm, cảm xúc, ăn vào máu từ bao lâu rồi mới thoát ra bên ngoài, nên nghe rất là thấm, rất là đời và rất cha diết. Trần Sang cũng từng rất nổi tiếng, lên đến đỉnh cao rồi giải nghệ, đi tu. Trước đó tôi chưa bao giờ để ý giọng hát Trần Sang đến khi thu băng chung mới thấy là ngọt ngào. Được biết, Trần Sang và Hà Phương là cặp song ca ăn ý trong những năm 1990, ca khúc hoa cao vượng trầu của Nguyễn Tiến đưa tên tuổi của họ đến gần với nhau, đến khán giả hơn. Sau đó cả hai có nhiều bản hít trong chương trình mưa bụi như Mùa xuân sông sao của Hàng Châu trên nhịp cầu tre của Khánh Băng. Cũng tại chương trình, Trần Sang có dịp hội ngộ cùng Ngọc Sơn và Quyền Linh sau 30 năm. Và Ngọc Sơn đã tâm tình. thực sự tôi rất hạnh phúc khi gặp hai bạn học một thời mặc dù mình đã gián đoạn sự nghiệp nghệ thuật rất là lâu. Bây giờ mà có Lý Hải ở đây nữa thì vui lắm. Mấy bạn còn khỏe mạnh là điều tôi mong muốn nhất trong cuộc sống này. Vâng, à, theo mình biết thì Trần Sang, Quyền Linh... Ngọc Sơn, Lý Hải là những người bạn học chung với nhau thời đó. Mà thời đó à, trong trường nổi tiếng hai người là Ngọc Sơn và Lý Hải. Không phải vì độ giàu có của họ, không phải sự đẹp trai của họ, mà hai người này có hai chiếc xe đạp. và thời đó thì những học viên thì rất nghèo, ai cũng nghèo quá chân á. Mỗi người à, thì thường phải đăng ký rất là lâu mới mượn được xe đạp của Lý Hải và Ngọc Sơn, quý vị. Rồi đó xe đạp rất là quý. <laughs> trên sân khấu trường sân khấu điện ảnh Ngọc Sơn hát chay một số ca khúc từng trình diễn khi mới vào nghề Băng giọng hát vô cùng mùi mẫn nhưng cũng không kém phần nội lực tất cả ai chúng ta cũng đều biết Ngọc Sơn có một nội lực rất là thâm hậu của người Việt Quyền Linh nghe xong liền thốt lên tôi xúc động quá Ngọc Sơn bạn tôi sau bao nhiêu năm vẫn là giọng hát như thế có người như thế Ngọc Sơn vẫn chân chất vẫn là người bạn gắn liền với tôi sau hơn 30 năm. Tiếp đó thì Ngọc Sơn ôn lại kỷ niệm với những khó khăn từng gặp phải khi học trường sân khấu điện ảnh. Tính tôi thì rất sĩ diện nên ngày đó dù rất là khó khăn nhưng khi đi hát được chút tiền cách xê ít ỏi lại đem đi mua thuốc lá, cà phê cho ban nhạc. Trong khi đó đến chính tôi cũng không có tiền để mà ăn vì đói quá không có gì ăn nên tôi đi tập hát qua mắt chống mặt muốn ngất xỉu luôn đó là lời tâm sự của Ngọc Sơn nhưng uh, tôi không dám kể ra vì sợ bị kêu uh, ôn nghèo kể khổ đời có nhiều khổ lắm tôi chắc gì đã khổ hơn người ta <laughs> tôi phải quan niệm rằng nhìn lên thì chẳng bằng ai nhưng mà nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình ngó xuống tôi thấy mình may mắn lắm rồi nên cứ vui vẻ mà sống cuộc đời của tôi mặc à, cho tai họa xảy ra thế nào tôi vẫn đón nhận đó là những lời bộc bạch của Nam danh Ca Ngọc Sơn cùng với Quyền Linh à, trong cái à, du hành ký trở về ngôi trường xưa à, sân khấu điện ảnh phải nói rằng à, chúng ta ai nấy điều hoài niệm những cái dĩ vãng những cái gì đã trôi qua rồi và chúng ta luôn luôn muốn níu kéo nó lại tại vì tương lai ít ai biết được sẽ ra sao phải không quý vị ha à, ngủ một đêm sáng thức giấc chưa chắc gì mọi thứ đều giống như chúng ta tưởng tượng có sẽ có thể là thay đổi mà chúng ta à, lâu lâu tỉnh thi thoảng thôi hoài niệm về quá khứ mới thấy cuộc đời nó mới thi vị làm sao phải không quý vị vâng à, xin chúc cho các nghệ sĩ của người Việt Nam của chúng ta à, tất cả nha à, riêng à, Ngọc Sơn Quỳnh Linh, Hạ Phương, Trần Sang, Lý Hải à, trở về những quá khứ của mình và thành công trên con đường nghệ thuật của họ. Và nhân tiện đây, à, dân ca Ngọc Sơn bây giờ cũng là thầy của cháu Hồ Văn Cường rồi và luôn luôn dìu dắt cháu trong cái phần mà luyện thanh rồi à, lấy hơi như thế nào và hát mùi mẫn như sao luyến lái trong dân ca. Mình tin rằng Hòn Ngọc này. Sẽ một ngày nào đó Sẽ còn phát triển Và kêu bằng sẽ Được nhiều người khán giả Trong và ngoài nước yêu mến Đó là cháu Hồ Văn Cường đó à, Hy vọng một ngày cháu sẽ thành công Như là thầy của mình Đó chính là danh ca Ngọc Sơn Vâng à, Xin cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ Những uh, Tin tức về nghệ sĩ Qua báo chí nếu thấy thông tin hữu ích thì cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ. Xin hẹn tất cả quý vị trong một video clip lần sau. Xin chào.